Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với chương trình của mình. Mình vẫn là Nhi nè, và ngày hôm nay mình sẽ đi thử đồ cưới nha mọi người. Hôm nay mình sẽ làm cô dâu. Có một chị trợ lý, đây là chị photographer của mình, và đây là chị giám đốc sáng tạo. Người yêu tinh đồ. Dấu mặt đó không có ai biết hết đó. Nhìn nè, không có ai biết đây là ai hết đó. Bây giờ mình đang trên đường đi tới chỗ studio để mình thử váy cưới. Mọi người ơi, mình đã tới nơi đây nè. Davis Bridals. Đồ cưới của Mỹ rất là đơn giản mọi người, không có cồng kềnh, không có nhiều thứ giống Việt Nam đâu. Chỉ là trơn thôi, còn Việt Nam thì nó cũng có kiểu ấy nè, nhưng mà đa số là nó sẽ đơn giản hơn của kiểu của Việt Nam. Vô thôi. Đây là không gian ở trong cái chỗ này nha mọi người. Đây là đồ dâu phụ nè. Có mấy cái make up, mấy cái này gọi là gì? Robe, mấy cái robe luôn nè. Màu trắng quá trời, đa số là màu trắng. Có bán vài đôi giày nữa nha mọi người. Ừ, giày lấp lánh không à? Mọi người nhìn cái áo này à. Giá đây à, 1.300. Oh my god luôn. Đây là xì tai cho cô dâu cao bồi nè mọi người. Đó, đôi bút nè, cái nón với cái áo đầm cao bồi. Ồ, mặc bộ đồ này mà chụp hình cưới ở trên con ngựa đó, đẹp mà. Năm đứa. Mọi người ở đây là đây phòng thay đồ của cô dâu. Đây là có cái chỗ để mình ngồi đợi. Đây là cô dâu cũ. Không, bây giờ vẫn còn mới, tại vì cô dâu kia chưa xuất hiện nên cô dâu này vẫn là cô dâu mới. Mọi người thật ra là mình đi làm stylist chứ mình không có phải cô dâu nha mọi người. Giờ mình là biết không phải cô dâu à? Em vào camera bên xíu sáng. Tâm mình xé ra xíu cũng giờ bộ nhìn bên cái góc mặt bên kia mới là thấy ấy ra quá, thấy đã tâm thấy cái góc này nhìn xíu xíu qua đây vào là nhìn ổn được. Ừ, em nè, đúng rồi, em góc này nè. Họ có giày cho mình thử luôn kìa mọi người, giày mới luôn á nha mọi người, giày lấp lánh lấp lánh. Bây giờ cái áo đầm của cô dâu hơi rộng á, cho nên mà là cái người này người ta sẽ kẹp lại cho mình nè mọi người. À, vừa luôn. Video để lên anh Long sẽ thấy. Đây là bộ đồ thứ hai của cô dâu nha mọi người. Một chiếc đầm đuôi cá. Ừ vậy đó, kiểu mễ không? Nhiều ren nữa, vừa ren vừa hộp. Nó may ở trên cái cúp bè ra hơn cái phần dưới. Nhưng mà đúng là trong này nó mang mấy cái vú giả, nó không có ghê như mấy cái mà Ừ, nó không có lộ cái ngực giả. Bây giờ cái áo đầm này nó như vậy và người ta đang gắn thêm một cái đuôi vô cho chiếc đầm này mọi người. Dễ thương không? Đây là phòng thay đồ ở Mỹ, không giống kiểu Việt Nam mọi người. Kiểu Việt Nam của mình á là một cái bục rất là sang xịn mịn luôn, còn bên đây chỉ là những cái phòng thôi. Cái điều là làm cái gương to thì to để mình dễ nhìn. Tôi dài cái này nhìn ok đúng không? Thấy cũng được. Cái này xong mà nó sẽ ra như vậy nè mọi người. Và nó nhìn rất là rõ cái đường ở đây luôn, rất là không đẹp. Nó nhìn rõ cái đường ấy quá. Tự nhiên thấy rõ cái đường mình gắn vô. Mọi người ơi, mình đã lựa thêm 3 cái nữa. Một round mình đi, một vòng mình đi là mình sẽ được lựa 4 cái. Và mình chỉ được thử cho vòng 1 tiếng thôi, không có được thử nhiều. Tại vì ở đây người ta làm theo có hẹn á, lấy hẹn á, thì người ta sẽ có khung giờ hết rồi, là mỗi người ở trong vòng bao nhiêu đó thôi, không có được nhiều. Kẹp đi. Ừ, cái này vừa tới với chị Tâm luôn nè, không cần phải đó, kẹp gì. Này vừa luôn đó mẹ ơi. Nhưng mà cái điều nó may cái chỗ cái cổ hơi bị tự nhiên lòi cái đó ra kỳ quá. Cái này mang nhìn cũng ok, này mang đôi guốc lên nữa. Ủa, đôi guốc rồi. Guốc rồi.
nó sẽ như nếu như mang này ok kiểu này ok nhưng mà ra khó em đi, chịu không trừ khi đứng không thôi đứng chụp hình thôi, rồi chào khách thôi đi chụp hình cũng nên đúng chụp hình này ai đi nữa cái này mình độn hông vô được không mình độn hai bên độn không? Nữa độn ra đây độn hai bên thôi đừng có độn sau đúng kiểu này đẹp đúng. Nè kiểu này hợp với cái dáng chị Tâm à nó nhìn người nó nhỏ nó gọn hẳn luôn không mắc cười có bị xô cái gì đó hết luôn chụp tấm hình lại nè em đang quay rồi nè cái kiểu này mà thử cười nó tưởng mình thích gọn miệng lại nhăn mặt đi nhăn mặt chưa được chưa kiếm được nhây quá mọi người ơi nhây bà cố kêu nó thử cái cuối cùng đi không còn thời gian nhiều đâu trời ơi nó kẹp một đống luôn ừ quá rộng luôn mắc cười lắm luôn á tại vì cái này cái size bự nó là hàng mới mọi người nó chỉ có một cái thôi cho nên là không có size nhỏ cho mình mà chị Tâm không có hợp với cái vai này ha ừ chị nó không hợp cái vai này mọi người ơi chúng mình đã thử đồ xong rồi nha và chúng mình đã biết cái kiểu nào là hợp với cô dâu của mình rồi nên tụi mình sẽ về nhà đặt ở Việt Nam mọi người tại vì bên này á là mình mặc cái xì tai của họ nó không có giống ý mình với lại nó mắc và mình đã có được một cái túi này ok đi về thôi bye bye mọi người.